câu nữa. À, có. Đây đây đây. Cá này quay. Wow. Giờ đây, giờ đây. Một con cá. Rồi. Rồi, bỏ đây. Đây. Cả yến cá đầu xuân năm mới. Con cá chấm nè. Wow. Anh giật quay cho em này. Nó dính nhỉ. Giật được con phát quay đẹp luôn. Đấy, giật giật đi anh, giật quay cho em này. Đớp mạnh rồi đó. Không lôi mấy nhỉ. Cá chấm ăn khủng lắm, cá trồi không. Nhỏ, chắc cá nhỏ rồi. Đây, bắt đầu nè, con này ăn giật ác nè. Rồi to ăn đưa, đớp vào lôi thôi. Anh lôi ấy cắn đi một tí tí, nhích nhích ấy, cắn thì chạy theo. Nhiều con nó ăn theo máu mồi nó đớp luôn. Nhanh nhỉ. Anh cứ phải để chân chìm đã. Rồi đang ăn đó. Ăn rau muống nữa kinh nhau. Ui ồ, tí đi nha. À, trên này con cá nó ăn ác nha. Ừ, chà, ăn này. Mài bộ đánh như vết. Vết thật ạ. Muốn lại đứa vết cho thù. Có vúa, người vúa thích lắm. Ô xe. Đi nè. Khó dính nhỉ. Cái câu có dần sướng. Kéo vô ạ, nhắm quả đủ xuống đằng một tí biểu điền nhỉ. Thích. Cá cá chì vẫn giật gớm chứ. Anh ngồi thẳng đây này là được rồi, ngồi chéo khó được. Đây giữa cằn cái lưới câu nhỏ là dễ dính. Đang lôi chéo ở đó đó, đã đi. Đang lôi chéo. Lôi lên giật đấy anh, đang lôi chéo đó. Ui. Cá to mới dính được, đây là cái lưới hơi to. Đúng rồi, cái gốc cây câu này. Không, gốc cây hôm qua đúng không?
con đi xù mới có rồi. Bây giờ muốn không có được, cá không đến đêm rồi. Đến mấy giờ cái đoạn xù thôi. Đây là mấy đến mấy giờ đây chủ yếu đến đây nhiều này. Mà muốn không đến mấy. Còn câu nữa. À, có. Đây đây đây. Cá này quay. Wow. Được không ạ? Đi. Đi đây. Một con cá. Rồi. Chưa? Rồi, bố đây. Bố đây. Anh bố lên đây. Cá yến cá đầu xuân năm mới. Còn cá chấm nè. Wow. Nửa tiếng đồng hồ.